Vâng, và khi được giành giải nhất trong hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất thì điều đầu tiên là em rất vui và cảm thấy rất là bất ngờ, vì sau một quá trình tham gia cũng như là cùng đồng hành với các bạn ban tổ chức thì mình đã gặt hái được quả ngọt. Và em cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Sở Thể thao và Văn hóa Thể thao và Du lịch, cảm ơn Hiệp hội Du lịch cũng như là tỉnh Ninh Thuận đã tạo ra một sân chơi để chúng em có cơ hội được tham gia giao lưu học hỏi và trưởng thành hơn sau những hoạt động. Trách nhiệm của một đại sứ du lịch của tỉnh Ninh Thuận thì điều đầu tiên là em phải luôn đồng hành với lại ban tổ chức, với Hiệp hội Du lịch cũng như là với tỉnh Ninh Thuận để có thể góp phần quảng bá du lịch Ninh Thuận đến với các bạn bè phương xa, để các bạn bè trong và ngoài nước đều biết đến du lịch Ninh Thuận, đặc biệt là một nơi có tiềm năng như tỉnh Ninh Thuận chúng ta. Và tiếp theo thì bản thân em sẽ cố gắng tự trau dồi kinh nghiệm học hỏi để nâng cao trình độ. Và trong cái thời đại xu thế hội nhập hiện nay thì cái việc mà học thêm ngoại ngữ đó là một điều rất quan trọng. Vâng, và một điều quan trọng nữa là em sẽ cố gắng hoàn thành cái sứ mệnh là đại sứ du lịch của tỉnh Ninh Thuận sau khi đã đạt giải này ạ.